Chào các bạn nha. Nồi IH thương hiệu Cúc Trang màu đen như thế đấy. Với cái lỗi là khách bảo là đang nấu lỗ. Chắc chết công suất các bạn ạ. Mình đoán thế. Nồi rất mới luôn này. Video này mình sẽ sửa nó nhá. Bạn nào muốn tham khảo thì theo dõi nhá. Cúc Trang chứ không phải Cúc Cu. Cúc gì thì cúc gì vẫn của anh Hàn Quốc các bạn ạ. Ốc nó hơi sâu, chờ mình tháo ra để chúng ta tham khảo bên trong nhé. Thả mãi được 4 con ốc. Nó sâu quá. Nồi Nhật thì dây điện nó đi theo con đường là rút ra rút vào đó. Còn riêng nồi Hàn Quốc thì nó có cái biểu tượng lên nó cuốn tròn như này, này. Các bạn này, dây không khéo không ra được, nhưng mà nó sẽ kiểu như thế các bạn ạ. Loa kêu à quạt. Con này không có loa. Mọi người ạ. Gỡ cái này ra đi. Đấy, giờ anh khách này anh cũng đã lối cầu trì. Nhiều lắm. Đồ bây giờ đồ điện tử hỏng là tháo ra là tự làm không được thì đem đi thợ các bạn ạ. Anh khách hàng này anh ấy có lối cầu trì và nó lại lỗ lại. Không biết có thay cái gì nữa không thì mình không rõ. Xem mình có khắc phục được không nhá. Thì riêng cái thằng nồi IH Cúc Trang này mình thấy nó có đặc điểm này là cái mâm từ của nó này không có lõi ferrit gì, mặc dù nó đã thiết kế là có thể lắp được 3 cái ferrit ở đây này nhưng nó không hề có đâu mọi người nhá. Thế mẹ nó tính toán kiểu gì thì không rõ, và hình như nó cũng không có cảm biến nhiệt để bảo vệ IGBT đâu mọi người ạ. Để nhìn xem nào. Cái này là bên ngoài. Cứ đánh dấu rồi đó. Mình tháo ra là mình luôn có xu hướng là lắp lại như cũ các bạn ạ, của nhà sản xuất đấy. Nó không có ốc gì cả. Ở đây là có cái cảm biến nhiệt ở đây này các bạn. Đây là cái cảm biến nhiệt đấy, để nhận diện được nhiệt nóng ấy. Lồi không phải phím cảm ứng, phím bấm thôi. Phím cảm ứng thì tháo ra nó hơi lằng nhằng một chút. Nó có lò xo nó lẩy vào những cái phím bấm ấy. Những vị trí bấm ấy. Thôi là cảm ứng mới bấm thì cái nào nó bấm chính cái phím bấm này nó mới bền. Cảm ứng đôi khi nó lại loạn với môi trường Việt Nam các bạn ạ. Đấy, sau một hồi thì mình cũng đã tháo được nó ra nhá. Và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng nó một chút này. Đó. Ôi, nó thiết kế nó liền nhau, không tháo dây ra được. Có quả trứng rán ở đây này. Đồ điện tử, nhất là đồ nhà bếp, kiểu gì tháo ra cũng có phân rán, cũng có rán ở trong. Tài chứng tỏ là con giá nó sống ở ngôi ở nhà bếp của người Việt Nam quá nhiều các bạn ạ. Bảy thế là nó lên rồi các bạn. Đấy, phần giá nhiều lắm, chẳng có con giá nó chạy ra không. Đây, con này mình xịt được phụ ấm đi tốt. Mình đang tiến hành tháo nó ra các bạn ạ. Cầu trì của nó là phải là cầu trì 10A đấy các bạn. Mình thích nó chết cấp trước hơn. Sửa nó đơn giản. Chúng ta nhìn này. Ui giời, phân rán. Phân rán nó đây, đen đây đây. Nhưng người ta đã vệ sinh rồi hay sao ấy? Các bạn ạ. Tụ này là nhà sản xuất họ Hàn nhá. Nhà sản xuất họ Hàn để như cũ đấy các bạn ạ. Khi họ sản xuất họ thấy còn phải thêm bọn ấy để cho nó bền hay sao ấy. Xỉn gì lắm. Cái bếp này, à cái nồi này theo như khách hàng bảo mua nhưng dùng rất ít. Thỉnh thoảng mới đem ra dùng chứ không phải dùng thường xuyên. Và khi dùng đang nấu thì dùng thì nó lổ các bạn ạ. IC nguồn là TNI176PN nhá. Hỏng nguồn thì lại sửa nó lổ, IC nguồn thì sửa dễ nhưng mà chắc là chập công suất rồi, bây giờ đo thử nhá.
làm lại kỹ khuôn rồi vào đây là hai con chan to đẩy kéo đấy của phần ôi rồi nhưng nó đã đừng động đến IGBT này, đã động IGBT rồi này ấy đi này các bạn, rồi rửa đi này, thôi cứ kệ thôi, mình cứ cố gắng sửa xem có được không, được thì có tiền, còn chả sửa được thì mất công rồi lắp lại, chắc là đem đi sửa xong lại chết lại, mình đoán thế này là ốc bắt, ôi rồi ốc con này bắt, ốc bắt toét hết ra đây này. Anh từ D sang S này, à tên từ C sang E này, đã chập nhá. Thì tháo mâm từ ra rồi thì nó có thể đo được cầu chỉnh lưu nhá. Cầu chỉnh lưu thì đây là hai dây AC. Ok, một cái lên như kia, một cái lên như này, đều nhau, ngược lại. Không chết, chiều về, âm về. Như vậy là không chết nhá. Chết IGBT. À, phải làm kỹ khối đầu đây vào như này không ổn chút nào, phải làm thật kỹ. Và mạch in nó xỉn dỉ như kia, nó đi vào đây nó xỉn dỉ như kia, chúng ta phải xử lý thật tốt các bạn ạ. Nó sẽ chạy con H30R1353 hoặc H30R1602 nhá. 1602 với lại 1353 thì là 1600 thì là 1600V đấy, hoặc là 1350V các bạn ạ. Về sau này nó không dùng 1600 nữa, toàn 1350 thôi. Còn ngày xưa ấy, thì nó hay dùng 1600. Mình lúc nào có sẵn bọn này. Mình nhìn có vẻ như con này đang thay cái con không đúng hay sao ấy. Rồi cái xác chân kiểu này là như là FGA 15N12 5N120 các bạn ạ. Làm nó ăn này chết các bạn. Tuy nó chạy chỉ có 6A thôi đấy, nhưng mà cái điện áp chịu đựng nó phải cao, nó chịu được. Đặc biệt là cái mâm từ kia mà nó không có lõi ferrit các vân vân nữa, cái độ tự cảm thứ ấy đôi khi là. Đấy các bạn ạ, à, này chả chết lại à, đi sửa xong lại chết lại. Đang nắp con FGA25L120 nhá mọi người nhá. Mọi người ạ, à, con này mình sẽ táng cho H20R1602. Và mình nhớ những cái lồi mà phím bấm cơ này ấy, thì nó là đời lâu rồi. Đời lâu rồi nó hay chạy con chịu 1600V và 30A. Các bạn ạ. Còn đời bây giờ nó chỉ là 30A nhưng mà chỉ là 1350V thôi các bạn nhé. Con này thì 25A 1200V các bạn nhé. Nó ăn được 6A thôi nhưng con này rất là nóng nên nó đã chết rồi. Làm lại được kỹ là được. Thì đây này nói cho mọi người driver nhá. Ở đây có hai con IC này. Một con 324 và một con 339 nhá. Nói kiểu gì được cái thôi dò thì ấy thôi, chứ bây giờ mà để dò mạch thì nó lâu lắm. Nó sẽ cái xung kích của nó để mình nhìn xem nào, xung kích của nó là chính là cái chân này này. Nó dỉ hết thế này cần phải xử lý. Mọi người có nhìn được không nhỉ? Mình dò lại nhá, nó có hai chân đi lên trên này. Có hai cái thì khối đầu đây vào nó nằm ở đây nhá, là hai con để kéo này. Chúng ta thay 8050 8550 ok nếu nó chết nhá. Thôi để mình lấy một cái gì cao mình nâng nó lên để mình dò cho mọi người nhìn để mình nằm ở đâu nhá. Đây. Cao hết cỡ rồi và cho mọi người tham khảo là cái mạch điện nhá. Đây mình sẽ cạo đây để cho mọi người xem cái mạch điện nó đi lên đến đây này. Nó chỉ có hai cái mạch đi đến nó thôi. Đấy, mọi người thấy được hai cái mạch chưa? Hai cái mạch đấy nhá. Thì trong cái khối này thì nó có cái GND ở đây nữa. Có cái GND ở cái này này, trên cái đường này này. Nó đến cái chân C của con chan ta thuận này. Mình hiểu mạch nhá. Mình hiểu mạch và mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Bạn nào có tư duy nhanh ấy mà mình nói mà hiểu được ấy là dòng chảy của chan to thuận sẽ là từ E sang C. Còn dòng chảy của chan ngược ấy sẽ là từ C sang E nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn này. Nguồn cấp cho khối hai con driver này nhá. Thì nó xuất phát từ con chan to này. Con chan to này là con chan cấp nguồn VC cho bọn này, tức là khi chúng ta ấn chạy ấy, thì không qua một cái chắc là một cổng khuếch đại thuật toán thôi, nó ví dụ như có sự cố thì nó sẽ không cho nguồn cho VC cho bọn này để không chạy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ hiểu là
Đây là một con chân thuận. Điện áp chân dương 18V, 20V và chân E của nó. Và tại sao biết? Bởi vì đây chúng ta thấy có một tụ lọc hóa này. Tụ hóa lọc đấy nhá. Chúng ta sẽ xuất hiện tụ lọc hóa lọc này để chúng ta sẽ biết nhá. Là cái nguồn 20V đấy. Cái nguồn 20V này nó cũng đến cái chân quạt, đây là chân quạt mà mọi người nhá. Chân quạt này sau đó đổ từ đây đi sang đây sẽ chạy như thế này, sẽ như thế này sẽ để về đến đường quạt đấy các bạn ạ. Chóm tóm lại là đây là nguồn dương nhá. Vừa cấp cho dương của quạt, vừa cấp cho chân E này để mở cho driver. Thì khi có lệnh kích tại cực B của con này này, đây là con chân thuận thì nguồn dương tại chân E nó được phân áp qua con 10K này để nó khóa lại. Nhưng nó sẽ đi qua con điện trở này để nó cái đường đấy nó sẽ kéo mát để con này sẽ mở từ E đi sang C, thì cái nguồn 20V đã đổ sang bên này rồi. Nằm tại đây. Các bạn nhá, đến tại đây. Đến tại đây rồi nó sẽ đi qua một con điện trở hạn hay là cái dây gì ở dây gì đi qua cái dây gì tới đây. Tới chân C của con chan to này. Con chan to này, con chan 8050, chúng ta thay 80050 được nhé. Và khi có lệnh kích tại cực B, nó sẽ mở từ C này đi sang E này. Thì cái nguồn 20V sẽ được hạn qua con điện trở này. Tới chân G nhé. Điện trở mình đọc cho mọi người luôn là 330 ohm. Cam cam đen nhé. Cam cam đen 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 đen. Tức là 330 x 10.0 nhé. Tức là đẩy qua con 330 ohm tới chân G. Thì tại chân G có khóa tĩnh chắc là 10K. Đúng rồi, 10K khóa tĩnh đang xỉn dỉ hết rồi. Và DZ ghim nhá. DZ này DZ 20V nhá, hoặc 22V nhá, chúng ta bỏ đi thì nó vẫn cứ chạy thôi. Tiếp tục nửa chu kỳ muốn khóa IGBT thì cái con này sẽ khóa lại, tức là cái chân B của hai con chan này này được dính nhau sẽ được dập mát, được tối mát. Thì con chăn thuận này nó sẽ mở là từ E sang C nhé. Thì điện áp tồn dư tại chân G này sẽ phải xả về mát này nhé, xả về chân E của nó ấy. Nó sẽ đi qua con điện trở này nhé. Nó không đi qua điện trở này nữa mà đi qua điện trở này. Con điện trở này mình đọc cho mọi người xem là nó là bao nhiêu ohm đây. Nó cũng là ba, à nó có cái nhũ, nó có một cái, nó vẫn là cam cam đen, nhưng mà cái chân cái tiếp theo của nó thì không phải là màu đen. Đấy. Thì có khả năng con này là con 3,33 ohm mà. Để xem có đúng không nhá. Đây mình đo thử. Nhiều khi phải đọc cái chỉ số để đo được đấy các bạn ạ. Đây này, cái con này này. 33 ohm mà. Đúng luôn, 33 ohm nhá. Như vậy là cam cam đen nhũ vàng nhá. Tức là bằng 330 nhân với 10 mũ trừ 1, tức là bằng 330 chia cho 10 đấy, thì còn là 33. Còn con này ấy, là 330 nhân với 10 mũ 0, tức là bằng 330 chia cho 1. Chia cho 1 thì vẫn mà nó ok nhá. Như vậy là đẩy ra là 330 ohm và thu về thì nó sẽ là 33 ohm nhá. Thì nó sẽ thu về vào chân E này và đổi từ E sang C để về mát nhá. Mọi người đã hiểu được cái khối driver nó rất là xỉn gì, tức mình bong hết bành hết ra để mình kiểm tra nhé. Thì ở đây nó có hai con điện trở này, có hai con điện trở này, có con 103 phân áp vào cực B của hai con này để nó mở đấy, nhưng phân áp vào lại bị con 68 ohm kéo mát hết nha. Tóm lại là cái chân, cái dây tiếp theo này, cái dây tiếp theo này ấy, mà mình vừa dò cho mọi người ấy, này, cái dò như này này, dò nó rất là xỉn, có khả năng mình sẽ phải câu dây đấy các bạn ạ. Mình sẽ câu một cái dây thay thế cái dây xỉn này đấy. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu là như này. Cái dây này và cái dây này là nó đi gần nhau quá, đôi khi nó dò sang nhau đấy, đôi khi là tự kích vào lỗ. Đây là 20V mà. Còn đây là 0V thì khóa. Đáng là ở chế độ chờ nó 0V nhưng mà nó dò để ra sang đây chết toi nhá. Nó sẽ đi theo cái đường này này, nó đi đến đây và đi qua này, nó đến cổng out của một cổng khuếch đại tuần toán con L339 này điều khiển nhá. Các bạn nhá. Và nó đang xỉn dỉ rất chỗ này, có lẽ xỉn dỉ ở đây dẫn tới là nó bị sai khác, bị dò dẫn nhau nên nó chết toi phần công suất các bạn ạ. Nhưng bây giờ vẫn cứ phải kiểm tra tụ thôi nhá. Kiểm tra tụ nhá. Driver đã hiểu rồi nhá, tí nữa mình làm kỹ khối đấy. Chúng ta kiểm tra xem hai con này chết không, bọn điện trở thứ hai con điện trở này mình vừa đo không chết. Rồi các em con chan to này xem có chết không nhá, nhiều trường hợp chết đứt EC là có sửa rời nó chả chạy nhá, nó không đổ cái nguồn 18V tới chân tới khối driver được mà. Sửa chữa chúng ta hiểu mạch là quan trọng lắm mọi người ạ. Khi sửa chữa hiểu mạch thì chúng ta mới làm ok. Mà làm ok là một còn phụ thuộc vào linh kiện nữa, là linh kiện chúng ta có chất lượng có tốt hay không nữa. Đấy, như cái thợ trước họ thay bằng
cái con FGA25N12. Nhiều người gọi điện hỏi mình bảo là thay lồi cơm cúc trang chết con kia mà thay con FGA có thay được không, mình bảo là không được đâu, nó sẽ chết sớm. Mình biết mình không thay bao giờ đâu, nhưng mà mình hiểu về bản chất và nhiều thợ đã gặp nó chết như vậy. Mọi người cứ nghĩ là nó chạy có 6A thôi, nó chạy bình ô công suất ấy 6A thôi, nhưng mà tại sao con kia lại không chịu được. Ông sản xuất ông đã chơi cho con tận 30A mà. Con tủ này rất là to và đẹp, nó là 0.24 1600V nha, chứ không phải là 1200V như bếp từ đâu. Cho đó là một cái xung đỉnh của nó cao lắm, nó cao hơn rất nhiều so với bếp từ, do đó mà nó không chạy thể nào chạy con chịu 1200 được, con này phải chạy chịu 1600. Ô sao đo được có lội trở này, à nó xả tụ không, vừa đo mới thấy nó lội trở lên nháy nháy đấy các bạn, chết thật đấy. Để chiều này đo 0.24 đang đo được là 0.233 nhá, 233 tức là gần 0.24 rồi. Đo ngược lại nè, nó không chết nha các bạn nhá, nó chết do xỉn dỉ như kia đấy, họ để lâu hay sao ấy. Và sao vừa nãy để thang đo thông mạch này, à thang đo điện trở này mà nó vẫn lên được một ít nhỉ, chắc là tụ nó lạp à, để xem đúng không nhá. Đúng rồi nha, khi đo này là nó ra được một cái điện áp ở đây, và cái điện áp đấy nó đang nạp tích đây, nên nó do đó mà đồng hồ nó hiển thị linh tinh kìa các bạn ạ. Đấy, đầu tiên chúng ta đo đồng hồ chúng ta phải hiểu cái đồng hồ nó đo như nào nữa các bạn ạ. Còn con này con 4.55% 400V, con này là nguồn DC nhá, để xem nó có chết không. 4.5 thay xử 5 mi được các bạn ạ, 4.5 đo được 4.4, như vậy là nó không chết. Tóm lại là cái mạch này bây giờ mình sẽ làm kỹ cái khối driver vào cụm này, và cần phải vệ sinh sạch và có khi là phải xịt phủ ẩm cho nó luôn. Và đây kiểm tra luôn cho mọi người vài con này, mình đo đạc cho mọi người xem nó có chết không nhá. Nhiều trường hợp là nó cũng ok, nó cũng chả chết đâu. Mình sửa cái lồi cúc trang này, mình biết nó ăn 6A, mình hay thay khoảng chỉ 8A lắm các bạn ạ. Để khi nó chết nó không khóa nặng. Cầu chì zin bản của nó là 10A đấy các bạn. Đấy nha, bây giờ là mình sẽ kênh hai con này lên nhá. Mình kênh có khi mình phải tháo hẳn nó ra luôn đấy, kênh đo đã. Ôi dồi ôi, nó xịn không cả kênh lên được luôn. Nó có keo sao ấy. Chúng ta biết nó rồi thì chúng ta cứ thay 8050, 8550 cũng ok nhé các bạn nhé. Kênh nó được lên rồi nhưng nó vẫn dính, bởi vì là những cái bếp từ hay những cái lò IH này, cái tần số hoạt động của nó không cao, chỉ có vài chục kHz là cùng thôi, thậm trên dưới 30 kHz thôi các bạn ạ. Nên do đó mà những cái con linh kiện kia là nó đáp ứng được bình thường, móc phép này nó mới cao hơn. Đấy, tí nữa đi nào, đo hai con này cho chúng ta trải nghiệm đo hai con driver đấy nhá, để thằng đồng hồ thang đo thông mạch để nghe tiếng kêu BC này, BE này. Đấy, tiếp tục này, đảo que này, đo BC BE của con chăn thuận này, BC này. Đấy, BE này ok nha. Bây giờ để đo độ dò này, đó, từ C sang E này là có độ dò một chút này. Ôi giời, nó dò nhiều thế này á, ở đâu đây, bên đây mình là dò như với đo cực B đấy, từ C sang E đấy, nhưng từ E sang C thì không được phép dò thế nào cả, dò là chết toi đấy, nó không chết các bạn nhé. Tiếp tục con này, từ E sang C thì có độ dò đấy, còn đâu ngược lại thì không được phép, nó không chết đâu các bạn ạ. Mình làm sạch tất cả nó đấy thôi, nhưng cái con 10K con lằng nhằng này nó đang rất là lằng nhằng luôn, phải xử lý thật sạch nhá. Con này mình vừa đọc là con 68 ôm nhá, 680 tức là 68 đấy, một con 10K một con 68 nhá. Tháo hết ra nhá để làm sạch cái chỗ này. Con này là con chăn thuận này, chăn ngược này, chân của nó có cái xìn gì ấy, nên nó không thể nào mà nó chạy thiếp được các bạn ạ. Cái xìn gì đấy nó làm cho ngăn cách cái điện, cái nhiệt nó vào đó.
cho con này đi cho nó mạnh nhiệt đấy, chả ra được luôn các bạn ạ. Đấy được rồi, hai con đều ra rồi. Mình để đây lần nữa để tí nữa xem không mình phải thay thì mình nó xỉn lắm. Còn con kia là con không ôm, con này con không ôm này. Con không ôm đấy thì có thể lối tắt được mà. Cái con to to này là cái con không ôm nhé các bạn nhé. Không lấy được nữa, thôi hiểu ý. Cái dây gì này cũng bỏ đi nốt đi, tí nó thay vào cái dây đồng đi. Dây gì là dây sắt đấy các bạn ạ, nó chả phải là dây đồng đâu. Đây là như cái chân của con cảm biến nhiệt này này, nó đang gì gì rồi, không thể nào dính nhiệt vào được để hút nó đi được. Nên đừng có nói là cục trang xịn, nó vẫn cứ lởm, ngày nay nó cũng lởm lắm. Đây này, nam châm đây này, nam châm đây này. Ấy à, dây gì đấy, tiền sư là dây gì. Tí nó thay cho cái dây đồng vào. Thì nó cạo sạch đi các bạn ạ. Hai cái con này mình thấy nó xỉn xỉn nên cũng tháo ra luôn đi. Con 10k này nó xỉn lắm, đây này các bạn này, tại sao mình gọi nó xỉn, nó như muốn rỉ, nó muốn cụt rồi đây này, nên mình đấy các bạn nhìn đấy 10k đấy, nên có thay luôn đây cho nó an toàn các bạn ạ. Đây là cái đồ bỏ đi, đồ để lâu rồi. Đây kiểm tra con này nhá, kiểm tra con DZ này xem nó có chết không nhá. Mình bảo rồi con này chết thì chúng ta có bỏ đi cũng được mà các bạn, nó chỉ là con bảo vệ thôi mà, nó không chết nhá. Con DZ này không nhầm thì nó là 22V hay sao ạ, để xem mình đọc cho. Nó lại ghi chữ 1N5250B. 1N5250B. Đây để mình tra nó là dạng DZ đấy các bạn ạ. Và tra xem nó là bao nhiêu vôn nhá các bạn nhá. Con diode đấy là con diode 20V, DZ 20V 0,5W các bạn nhé. Mình vừa mới dùng xăng mình rửa cho chúng ta nhìn đây, và chúng ta sẽ nhìn này. Mình có rửa xong, mình có rửa sạch đi, mình có cạo cạo qua cái đoạn này nó đứt xử đâu rồi. Cái đoạn này mà đứt thì lỗi GBD luôn nha mọi người. Nhưng mà chắc chắn là mình trong quá trình mình làm nó đứt thôi, chứ bản thân zin bản con này chưa đứt đâu mọi người nhé. Bởi vì tại sao con này nó đứt? Bởi vì là cái 20V ở đây này, đó là khi bật thì nó mới nổ, khi bật nó con chan này mở này thì có cái nguồn 20V ở đây ấy. Thì 20V nó đi qua con 10K này, nó vào cực B con này, thì cái con chan thoại này khóa lại, đồng thời nó đi qua không ôm, nó vào cực B con này, thì con này mở thì từ C nguồn 20V đi sang chân E đẩy vào chân G nó nổ luôn lập tức. Và các bạn nhé, bởi vì bình thường chế độ bình thường ấy là cái 10K phân áp vào đây bị con 68 ôm này cửa cổng khuếch ra kia sẽ dập mát hết, dập mát để nó mất cái điện áp tại cực B để nó khóa. Con ngược khóa con thuận để mở để luôn nối cái chân E chân G với IGBT về mát mà. Cái mạch đẩy kéo này các bạn xem nhiều kênh, xem nhiều video của mình chắc các bạn cũng hiểu mà. Thôi để mình phục hồi nó nhá. Mình vừa sửa khối đồ đây vào phần công suất, mình vừa hàn lại hết IC chân này, nó đôi khi nó lỏng. Mình hàn lại hết những cái xỉn gì. Sau đó mình rửa sạch nó đi. Mình sẽ xịt cho lớp phủ ẩm vào đây để tăng được cái độ bền cho người ta, nhưng mà cũng không thể bền được. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn này, có những cái con tụ này, con tụ SMD này, nó xỉn gì này, đôi khi là về là nó lại chập, thế là chập nó xảy ra lỗi nguồn chẳng hạn, hoặc lỗi cái gì đấy chẳng hạn, thôi cứ kệ thôi. Cố gắng con này là do xỉn gì quá các bạn ạ. Đấy, IC này không biết còn sống không này, đấy là mệt người ấy các bạn. Thôi cứ cố gắng thử. Mà test thử cái nhỉ, test thử xem IC có sống không nhỉ. Mà không này mệt người, xem nó có lên nguồn được không ấy các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ vẫn lên chứ các bạn. Chờ để mình lấy kết nối mình test thử cái. Chả lên cái gì các bạn ạ.
nên là còn phải kết nối hết những cái gì nữa thì nó mới lên, đúng không? Còn cái gì nữa đâu mà kết nối các bạn, hết rồi mà. Đây là cái cầu chỉ nhiệt, mỗi thế thôi mà trả lên cái gì các bạn ạ. Rồi để xem đã nha mọi người nhá, mình đang câu trực tiếp nguồn vào rồi. Ôi rồi tuột, thảo là không lên. Mình đang câu trực tiếp này, đây là một dây AC vào, một dây AC đã đi qua cầu chì, cầu chì cháy rồi mình câu trực tiếp vào đây luôn. Nhưng mà không còn cái kia nữa thì câu cái này lại đi, cái cầu chì nhiệt đấy. Nó nối ở đây này để nó cấp nguồn cho phần nguồn cấp trước các bạn ạ. Nó lợi dụng cái cầu chỉnh lưu của phần công suất để cấp nguồn cho phần công suất luôn, à cho phần cấp trước luôn. Hàng này test á, tí nữa tháo ra. Nhìn nó xỉn dí, nó chết xừ rồi, mất công sửa đấy các bạn. À, ghi điện lại nhá. À đấy, được, ok. Vừa nãy nó tụt ở đây thôi. Rồi tiếp tục. Nguồn 300V này đi từ lên đến đây, bao giờ đến đầu mâm từ chúng ta thấy cái đoạn từ điểm này nó vàng luôn. Tức là nó dày như này mà nó vẫn có sự vàng đấy, bởi vì nó có phong dòng chảy qua mà. Dã man nhỉ các bạn nhỉ. Chỗ này to thì không sao, chỗ này to thì không sao. Nhưng cái chỗ này này. Qua đây chúng ta thấy là một mạch in to như này mà nó vẫn lóng được như thế các bạn ạ. Dã man thật đấy. Đây là khối driver sau khi mình đã phục hồi nhá. Chỉ còn một cái câu, một cái đường điện câu từ điểm này đến điểm kia thôi, mình không dùng cái cũ của nó nữa. Và con bên trong là DZ, con bên ngoài là 10K nhá, và mình đang lắp ngược nhá. Con bên trong thì là 10K, con bên ngoài là DZ. Nó theo phong cách riêng của Vũ Kiên. Các bạn ạ. Nhìn cái mặt bên này thì nó rất là đẹp luôn, nó không bị xỉn gì gì cả, nhưng cái mặt bên kia kiểu như là phân giá nó làm ấy, nên nó xỉn nó gì các bạn ạ. Nên tí nữa mình sẽ ra mình đánh sạch, sửa sạch đi một lượt, mà vừa mới sửa qua một chút thôi. Con này thì mình vừa hàn đắp đắp thiếc lên, rửa sạch nó đi, sau đó là mình sẽ xịt một lớp phủ ẩm mỏng trên mặt này thôi, để tăng được, hy vọng là tăng được cái độ bền cho người ta. Nhưng bây giờ trước khi ấy thì mình cũng đo cho mọi người tham khảo về mạch nguồn của nó một chút đã nhá. Mình chưa cắt bỏ cái này đi mà anh sửa chữa để không đo đạc cái gì cho chúng ta tham khảo. À thì mình sẽ lấy mát tại chân e IRBT đi nhá. Chân e này đó, và mình ghi điện nhá. Mình thay cầu chì 8A rồi đấy, nó bảo aerob nó kêu đấy các bạn ạ. Thì nguồn này nó ra một cái nguồn 6V đấy các bạn ạ, và nó FB trên cái nguồn 6V này đấy. 56V là 5V, 89 là 5, là 6V đấy. Và một cái nguồn nữa là cao hơn, là ở đây này, là 20V đấy các bạn ạ. Đó, nguồn 20V đi qua quận L sang đến đây. Nhưng mà đến đây thôi, chưa có lệnh mở để sang chân từ E sang C để tới cái con 78. Ở đây mở rồi đấy. Đấy thì mình tưởng là ấy là nó không mở nhỉ. Như vậy là ra đây là nguồn 12V. Cái 12V này cho hai con này nhá, con LM324 với lại con LM339. Hai con, mỗi con có 4 cọc khuếch đại thuật toán, nó liên quan đến nhận nổi đủ các thể loại các bạn ạ, khuếch đại xung các thứ ấy. Thì nguồn 2V nó tới đây là tới chân quạt này. Đó, nó tới chân quạt rồi nhá. Đó. Và nó tới chân E của con, mở nguồn cho driver rồi. Đó, và nó xem để xem nó mở sang chân C chưa. Nó chưa mở, chưa có lệnh mở các bạn nhá. Chắc là khi phát xung, bật phát xung nó mới mở. Chứ bây giờ nó mở phát là chân G có điện ngay, bởi vì mình đang cắt, mình đang cái chân phát xung nó chưa dập mát mà, nó đang bị đứt rồi. Mình đang cắt đứt rồi. Mình sẽ câu một cái dây đồng từ vị trí này lên vị trí này, bởi vì mình đo thấy nó có độ dò dẫn các bạn nhé. Thì tại sao lúc nào thì nó đổ từ cái nguồn 120V đi sang bên này được để tới driver ấy, là khi cái chân này bị tụt mát này. Cái chân này đang không tụt mát đâu nhé mọi người nhé. Cái chân B của nó này, này. Đấy, nó được con điện trở 10K phân áp vào là tận 20V nha các bạn nhé. Và đi qua con điện trở này này, nó đi về một cổng khuếch đại thuật toán con này, và cái cổng đấy khi hoạt động nó sẽ dập mát, thì tạo dòng EB của con chăn thuận này thì nó sẽ mở EC thì cấp cho cúi driver này. Và cái driver này có nguồn thì bắt đầu thông qua cái xung từ cái chân cổng này ra này.
công này cổng ra họ chế độ chờ nó luôn dập mát, nó sẽ cứ dập mát rồi này không, dập mát rồi này không, dẫn tới là nó có xung vuông ra chân gở các bạn ạ, là ngảng ghê nhỉ các bạn nhỉ. Đây là nguồn 300V đây nhá, đó 300V chưa tới chân C được đâu, bởi vì là mình đã lắp mâm từ đâu mà nó tới được. Thôi lắp như mình nói đây nha mọi người, mình sẽ lắp con này này H30R1602 nhá, mua ra máy rồi, vừa cạo sạch chân hai các chân cho nó đi rồi. Nó có cái keo là cái gì bẩn lắm, cũng là đồ tháo máy các bạn ạ. Tủ ký sinh nó đo cao hết đấy các bạn nhá, có con đo được cái tận 5 phẩy mấy, có con đo lên tận 6 đấy các bạn ạ. Con này này, nên bọn này mà lắp bếp từ là đôi khi sẽ rất là nóng, lắp bếp từ và những con nó chạy con H20R203 mà lắp con này này, chúng ta xem này, tủ ký sinh nó tận 6 nano cơ các bạn ạ. Đã lắp IGBT này, đã xịt phủ ẩm và đem ra ngoài trời đang nắng rất là to, nó đang màu hơi tím tím này là chính là sơn phủ ẩm đấy các bạn ạ, nên sơn nên phơi có 3 phút mà nó đang nóng bỏng cả cái này luôn. Và con mờ su này mình thấy chân nó bị xỉn lắm nên mình xịt rất ngấm sâu vào trong này luôn, hy vọng nó sẽ bền cho khách các bạn ạ. Còn một thao tác nữa để lắp hoàn thiện thôi, đó là mình sẽ câu cái đoạn dây đồng từ vị trí này, này đi lên trên này, và đây là mình đo cho mọi người tham khảo là nó cũng có độ giò, mặc dù là mình đã khả năng phơi nắng này là hết giò rồi đấy, bởi vì lúc đấy mình có dùng xăng bánh đánh sạch đi rồi. Nhưng mình tóm lại là cái chân này mình đã cắt thì cái mạch in đến điểm này là nó không dính với bất kỳ cái gì cả, nhưng mình đo thấy nó cũng có độ giò sang cái khác. Nhưng bây giờ ấy, khả năng bây giờ là đo nó không giò được đâu, để xem có đúng không nhá. Từ chỗ này lên đến đây được rồi này, đó và bây giờ là nó giò sang cái nguồn dương đi, xem là vừa nãy nó giò sang đấy đấy, bây giờ phơi khô nó hết giò rồi các bạn ạ, phơi khô không giò được, vừa nãy nó là lên đến cái số 200 này, này. Các bạn ạ, bây giờ là phơi khô hết giò đấy, qua đây chúng ta thấy ẩm thấp là nó sẽ giò dẫn sang nhau nhá, phơi khô xịt phủ ẩm nên không còn giò nữa. Với lại nó giò đấy, bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là cái mạch điện này và các mạch điện này nó quá gần nhau và nó cứ xìn gì sang nhau và nó sẽ tự dẫn điện sang nhau đấy các bạn ạ. Nên cái bàn không chiết linh kiện gì nhưng mà mạch in nó giò dẫn là nó cũng chiết toi. Quả dây điện của sạc điện thoại các bạn ạ, nhặt dưới chân. Đó, cầu như thế đấy các bạn ạ. Lắp lại thôi. À quên mất các bạn, nói cho mọi người về cái này nữa này. Chúng ta nhìn thấy con VR này, con VR chỉnh dòng nhá. Nhiều trường hợp khi mà chúng ta sửa xong ấy mà chúng ta kiểm tra thấy là dòng ăn nó cao hơn bình thường, tức là dòng công suất cao hơn so với thông số ấy, thì chúng ta sẽ tác động vào con VR đấy nha. Con này nó cảm biến dòng bằng CT nha, CT đưa về, và con VR này mình nhìn ấy, thì con VR này mà chập thì là dòng ăn cao, còn con VR này mà nội trở cạn tăng, tức là chúng ta vặn VR nội trở cao thì là nó ăn dòng thấp nha mọi người nhá. Còn nếu mà VR mà chập, tức là vặn về không vỗ ôm ấy, thì nó ăn dòng rất cao nha mọi người nhá, để cho mọi người hiểu về cái mạch, về cái xử lý một chút, bởi vì nhiều khi chết công suất là do VR nó bị chết cái chân giữa, thế là nó ăn dòng cao quá, thế là nó chết công suất chẳng hạn các bạn ạ. Còn ở đây con cảm biến nhiệt thật nhá, mình chả biết là nó có nhận diện nhiệt, nó chả bảo với IGBT đâu, nên con này cái chết quạt hình như là quạt có 3 chân, nó báo lỗi được quạt các bạn ạ. Ơi cái dây gì bằng sắt thay bằng dây gì bằng dây đồng, cái khối đầu đây và nó nằm chỗ này mà nhìn xịn ghê các bạn nhỉ. Thực tế là những cái nồi cơm cúc trang này mà về Việt Nam mà chúng ta có để không thì nó cũng tự nó hỏng, bởi vì nó xỉn rỉ các bạn ạ. Không biết là môi trường bên Hàn Quốc là nó có lạnh hay nó có nóng hay nó có ẩm thấp như mình không, nhưng mà với cái kiểu thiết kế chân linh kiện chân sắt như này thì rỉ lắm mọi người ạ. U
4 con ốc giữ. Mình có đánh dấu mà lấy nắp không nhầm đâu. Đó. Đấy. Bên này có cái cáp kết nối quạt nữa, có 3 chân, một chân giữa là chân đập báo lỗi các bạn ạ. Hơi kênh. Kênh cái gì đây? Bảy nó đúng vị trí tầm cái lỗ này thì là nó sẽ hết kênh các bạn ạ. Kín khít luôn. Bây giờ sẽ ghi qua một cái bóng đèn 200W nhá, để xem tình trạng nó như nào. Phát này là phát mới thử đây. Sửa này nó như sửa bếp từ đấy mà, nhưng mà đôi khi thử nó lằng nhằng các bạn ạ, phải lắp hết mới thử được. Đó, cho lồi vào đã nhá. Cho mấy ít nước vào luôn để test thử luôn. Cũng chả tháo và kiểm tra nhiệt làm gì đâu các bạn ạ. Đúng rồi, lấu thử luôn thôi. Đó, bắt đầu cắm điện nhá. Xem bóng có sáng không. Mình đang lấy nét ở chỗ này nhá. Rồi. Rồi, tắt điện đi cho mọi người nhìn này. Thì mình cũng không rõ là lấu nào đâu. Đây là khóa cửa, khóa vùng này. Ok này. Nha, lấu thì chọn menu lấu ở đây à. Chạy này, ấy phát sùng đấy các bạn ạ, ấy phát sùng đấy các bạn ạ, phát sùng nó báo không có lồi. Đây, để mình nghe điện để test thử lại nhá. Tiếp nhá, bây giờ thì cắm trực tiếp thôi, chả làm nào được, có lỗ thì cũng chịu thôi, lỗ cầu chì 8A chứ chả lỗ cái gì đâu các bạn nhá. Thì menu ở đây này, chạy này, đấy đã đóng tạch cái 56A như vậy là đẹp nhá, 1200 các bạn ạ. Bây giờ là độ bền hay không còn phụ thuộc vào con linh kiện chúng ta thay, cụ thể là mình đang thay con IGBT đấy các bạn nhé. Quá đang chạy rồi. Quạt chạy yếu đấy nhỉ? À cũng vù, ok các bạn nhé. Đó mình chọn cho một lúc sử nước chạy một túi cho nó sủi cái nước này để xem thế nào nhé các bạn nhé. Cũng tháo ra kiểm tra được xem nó như nóng hay không rồi mọi người. Bởi vì là mình đang lắp có một con ốc thôi. Vẫn còn 4 con ốc này. Cầu chì 8A nhá. Zin bản của nó là cầu chì 10A các bạn ạ. Nó phát xung liên tục này. Kệ nó nhá, cho chạy một lúc lúc xem thế nào. Mình đang lấy led ở cái đồng hồ công tơ ấy. Nên cái vị trí này nó mờ với cái khoảng cách độ cao khác nhau. Còn mình lấy led ở đây thì lại led ở trên. Đấy, đang led trên này này. Mình vừa nghe tiếng tạch cái gì ấy, như là phía trên này nó khóa vung khóa riếc gì ấy. Mình lại lấy led phía dưới nhá. Đó. Để mình nghe xem cái quạt nó chạy không. Có quạt đang chạy, nhưng quạt chạy cảm giác à, nó tạo được áp suất rồi. Nó tạo áp suất nó xì xì được rồi các bạn ạ. Mình cho mấy ít nước rồi mà. Đấy, đủ nhiệt nó nghỉ này. Chương trình nấu của nó như thế các bạn nhá. Như này thì này nó lại làm thổi gió là thổi như này, thế này nó mát luôn này, chả thử được như bếp từ chạy liên tục. Bực kệ. Hỏng bảo hành các bạn ạ. Cho nó sủi nước đã rồi tính tiếp nhá. Mình tạm dừng máy quay nhá. Không thì các bạn chờ nó lâu. Ôi trời ơi, từ lúc 28 27 đấy bây giờ đến 23 bắt đầu nó phát sung. Và khi nó phát xung ở lúc này và quạt mới rít mạnh nha các bạn nhé. Như vậy là con quạt này nó chế độ này, mình tắt cái quạt đi để mình nghe. Như vậy là con quạt này nó thiết kế là nó không phải là chạy bằng một mức như các loại bếp từ thông thường mà nó chạy nhiều mức. Lúc đầu nó lại chạy rất chậm, nó chạy rất nhỏ, bây giờ nó rít quạt rất to luôn đấy. Đây là mình rít như này mới là quạt chạy hết công suất.
Đó này là cái lệnh điều khiển quạt ấy, nó thay nó chính là độ rộng xung nha mọi người nhé. Và khi nó ở chế độ này là nó đang muốn sôi nước, đang bùng nước. Nồi nhiệt cũng thế, ở cái tầm khoảng 20, 22, 23, 20 phút này bắt đầu nó mới đốt nóng và tí nữa nó táo suất được rồi các bạn ạ. Còn lúc đầu tiên thì là nó chỉ chạy để nó tạo ra một cái nhiệt bao nhiêu trong đó để nó làm lở chương gạo thôi các bạn ạ. Kiểu như là khoảng 4 hoặc 50 độ ấy, kiểu như thế. Còn nó chạy con này là 6A chuẩn nhá, mình cứ kệ nó thôi. Chúng ta có thể vặn VR giảm xuống còn 5,7A chẳng hạn thì nó sẽ bền đi công suất hơn, nhưng thôi mình cứ kệ. Đấy, nó tạo ra áp suất rồi này. Tạo ra áp suất là cái này nó đang lung lay này. Đấy, mình động phát là xì. Các bạn ạ, nó đang lung lay này. Nó tạo ra áp suất rồi nhá. Nồi cơm áp suất mà. Nồi cơm áp suất này thì nấu tiết kiệm điện là một. Hai đó là cơm nó rất là nhừ. Tức là gạo cứng nó thành nhừ được các bạn ạ. Mình cho chạy tí nữa nó đủ nhiệt mà nó nghỉ, nó không phát xung nữa là mình tắt điện rút luôn để kiểm tra nhiệt xem nó IGBT có nóng không các bạn ạ. Như IGBT mình mua dạng máy thì nhiều con nó ok, mà nó đã chạy được như này thì chắc là nó ngon. Không thì nó chết ngay lập tức lúc đầu à. Đấy, nó bốc khói lên rồi kìa. Đấy, cho mọi người chiêm ngưỡng test nồi khi sửa công suất. Đấy, nó đang có khói nghi ngút lên đấy. Đấy, nó phát nhấp nhả rồi, không phát liên tục nữa. Đấy, khói đấy. Mình cứ cho ít nước thôi mà. Con nồi này tưởng chống dính ngon nhưng có vết bị bong chống dính một lốt rồi. Mình tưởng là bẩn cơ nhưng xem kỹ đó là bị bong rồi. Quạt rít mạnh như này thì chắc là nó sẽ làm mát tốt các bạn ạ. Những cái lỗi IH của Nhật này là của Hàn này là nó chạy tần số 60Hz đấy. 220 60Hz đấy. Về Việt Nam thì đôi khi IGBT sẽ nóng hơn bởi vì là cái tần số ở chúng ta nó nhỏ hơn 50Hz thì chúng ta con tụ là 4,5mm, con tụ là nguồn 300V ấy, thì chúng ta tăng lên 5,5 hoặc 5mm thì đôi khi là ở 50Hz là ngon các bạn nhé. Bởi vì là độ bằng phẳng nó kẽ cao hơn mà. Đấy là theo cái hiểu biết của mình thôi, còn đâu mình cứ kệ, nó chạy được thì chạy. Nó chả chạy được thì nó chết các bạn ạ. IGBT H30R 30A 1600V. Nhưng mà nó chỉ có ăn dòng có 6A thôi. Nhưng mà cái xung đỉnh của nó cao lắm, khi nó đang chạy và nó ngắt ấy là nó sẽ sinh ra cái điện áp là trên chân xe của IGBT nó phải đạt đến 1200 hoặc 1300 thì con FGA kia chết ngay nhá. Nhưng nó chưa đến 1350V thì là con H30R 1353 chịu được. Nhưng con này đang là 1600 cơ nên chịu tốt các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tắt này. Cho nó dừng cái này phát để mình tắt này. Ấn giữ à. Đấy. Cả khi mình ấn giữ phát mà nó xả cái van áp suất đấy các bạn. À, vừa nãy nó đóng đấy. Chưa mở đâu các bạn ạ. Chưa mở ra đâu bởi vì là nó còn xì một lúc thì nó mới mở được cơ. Đây, nhấc cái này đi cho nó ra hết đi. Để mình kiểm tra xem nó nóng không cho mọi người tham khảo để mình kết thúc video mà. Ôi giời, nóng kinh. Mình mới lắp một con ốc ở chỗ này thôi mà. Ai già cũng nóng rát phết đấy các bạn ạ. À, chạy công suất như thế này cũng nóng phết đấy mọi người ạ. Nóng hơn biết từ luôn. Như vậy liệu có ổn không nhỉ các bạn nhỉ? Hay con này là con IGBT gì hay là con H30R1353? Đấy, mình không có zin nên mình không biết được. Nóng như này là đôi khi là con 1600 này là cái tụ ký sinh của nó lớn quá. Nó nóng lắm mọi người ạ. À, tụ ký sinh của nó lớn quá dẫn tới là nó không khóa hết, đôi khi nó nóng này. Nên chả biết là con này zin bản của nó là con 1353 hay con H30R 1353 thì cái tụ
ký sinh của nó chỉ có 2 nano phara thôi, còn con này đấy mình đo lên nó tận đến 5 đến gần 6 nano đấy các bạn ạ. Nóng lắm mọi người ạ. Cái này có khi chạy lâu là chết đấy. Cái này phải để lại Google search để tìm xem là nó dít bản nó chạy con nào. Hoặc là hai bản chất là nó nóng như này thì không rõ các bạn ạ. Khá là nóng nha, nóng hơn bếp từ luôn. Mình sờ mình thấy đấy. Thôi con này cứ để ra đây đã. Cứ để ra đây đã, mình sẽ Google search theo mã bo này để mình tìm xem con H xem con zin bản của con này nó chạy là con H30R1353 hay là con H30R16 nhá mọi người nhá. Để mình thay lại chứ không nóng như này về khách chết thì đôi khi để mang tiếng nha các bạn ạ, nó nóng lắm. Nóng ở đây là khả năng là IGBT nhá. Mình bởi vì là họ đã thay tháo mất con IGBT zin mà họ lắp con FGA rồi. Nóng như này con FGA không bao giờ chịu được. Các bạn ạ. Mình đã làm rất kỹ rồi đấy nhưng mà nóng như này là chưa thể trả khách được. Các bạn nhá. Mình sẽ xử lý nó và mình sẽ bình luận cho mọi người ở bình luận. Còn video thì cũng kết thúc. Qua video chúng ta lại có cái trải nghiệm sửa bếp từ sửa nồi cơm IH Cúc Trang chiếc công suất nhá. Và những chiếc nồi cơm này là những chiếc nồi cơm mà đa số ấy là mọi người đem tới cho mình là toàn đã sửa rồi, ở đâu đó rồi, không được, bắt đầu mới đem đến mình, nhưng đôi khi là mình không còn zin bản nữa nên mình không biết rằng là một lần các bạn ạ. Ôi chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ.